Thưa quý vị và các bạn, 4 năm qua, gần 30 chương trình quê mình xứ Quảng đã được thực hiện trên khắp các làng quê Quảng Nam, từ đồng bằng cho đến miền núi, miền biển. Ở bất cứ đâu, sân chơi này cũng đã để lại dấu ấn sâu sắc, không chỉ trong lòng người nông dân nơi đăng cai tổ chức, mà còn ghi đậm tình cảm thiết tha với nghề của đội ngũ ekip thực hiện. Và đâu chỉ có vậy, quê mình xứ Quảng còn là nơi tập trung của tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể trong quần chúng nhân dân, cũng như quảng bá tốt nhất những giá trị văn hóa, đời sống làng quê. Sau thời gian dài gián đoạn vì dịch COVID-19, game show quê mình xứ Quảng mùa thứ 5 năm 2020 vừa được khởi động với số đầu tiên được thực hiện tại xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho người dân nơi mảnh đất bán sơn địa này. Với sân chơi dành riêng cho nhà nông, quê mình xứ Quảng, cứ mỗi lần được thực hiện ở địa phương nào đó là y như rằng một lần chúng tôi, những người làm truyền hình xứ Quảng, lại có dịp trở về nhà. Bởi nơi đó, hầu hết những người tham gia vào các nội dung thi đều là những người nông dân, một nắng hai sương trên đồng đất, trải bao vất vả nhọc nhằn cho cuộc mưu sinh, nhưng vẫn cứ mở lòng hết sức, nồng nhiệt đón nhận niềm vui tinh thần từ sân chơi quê mình xứ Quảng do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các địa phương thực hiện. Khi bắt tay vào thực hiện game show quê mình xứ Quảng, từ số đầu tiên cho đến hàng chục số sau này, chúng tôi đã được chứng kiến một không khí hân hoan hội hè tràn ngập những làng quê xứ Quảng. Giữa một cuộc sống mà nhiều giá trị truyền thống bị tác động mạnh mẽ, tiêu cực từ lối sống thực dụng, vồ vập và hối hả, dễ gì tìm được một nơi chốn, hay nói cách khác là sân chơi để có thể tập hợp tinh thần đoàn kết tập thể, ý thức trách nhiệm của cá nhân với quê hương, làng xóm của mình. Điều này một lần nữa được khẳng định trong chương trình khởi động và số đầu tiên mùa thứ 5 năm 2020 được thực hiện tại xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình vừa qua. Niềm vui lần đầu tiên được tham gia chương trình, sự háo hức chờ đợi những phần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, cũng như những dư âm được lan tỏa từ nhiều năm trước ở các địa phương khác, đã cùng hòa quyện tạo nên một nét rất đặc biệt, tạo không khí phấn chấn không chỉ cho bà con nông dân xã Bình Chánh, những chủ thể của sân chơi, mà còn được khẳng định với một tinh thần vào cuộc hưởng ứng hết mình của lãnh đạo huyện Thăng Bình. Có cái chương trình game show như thế này thì làm cho cộng đồng được cố kết, rồi người ta được đi sinh hoạt, được vui tươi, được gần gũi, được chia sẻ, rồi người ta được thưởng thức những cái chương trình mà cũng chính bà con làng xóm của mình trình diễn, và làm cho người ta cũng thấy phấn khởi vui hơn. Mặc dù là coi như người ta tiếp cận được nhiều luồng thông tin ở trên toàn cầu, nhưng mà chắc chắn rằng cái thông tin của địa phương vẫn làm cho người ta có cái phấn khích. Và tôi nghĩ rằng cái chương trình này là chương trình mà giúp cho người nông dân ở địa bàn nông thôn người ta gần gũi nhau, chia sẻ cùng nhau trong tâm sự, và cũng mang rằng là cũng thông qua cái chương trình này để đưa những cái nội dung mang cái tính chất là rất là gần gũi với họ, là sản xuất, là sinh hoạt, là đời sống, để cho người ta cảm thấy là cái văn hóa cộng đồng, văn hóa làng xã nó gắn bó hơn. Sau khi mà nhận được cái kế hoạch chỉ đạo của ban chỉ đạo xã, thì thôn ngụ xã là mọi hiệp chúng ta, và trước hết là chúng ta họp quần nhân chánh triển khai chủ trương, tham quần nhân chánh và thông báo tuyên truyền để nhân dân người ta biết cái chương trình game show xứ Quảng, để thứ nhất là người ta đến cổ vũ cho chương trình, và thứ hai là người ta ủng hộ cho những cái đội múa, đội hát và nó tinh thần, bởi vì cái đội múa, đội hát là con em của các mẹ, các chị. Mà nếu các mẹ, các chị mà không ủng hộ, không tinh thần thì các em rất khá là tham gia. Xã Bình Chánh là một vùng đất bán sơn địa nằm về phía tây nam huyện Thăng Bình với diện tích tự nhiên 1.489 hectare và dân số 4.617 nhân khẩu. Trong chiến tranh, Bình Chánh là mảnh đất anh hùng kiên trung bất khuất. Nhân dân Bình Chánh đã đóng góp nhiều công sức,
và hy sinh xương máu cho cách mạng. Xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2005, là địa phương ít được thiên nhiên ưu đãi thế mạnh. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, nhờ sự năng động trong việc tận dụng lợi thế đất đai sẵn có, áp dụng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tạo nên những bước phát triển bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới và đạt nhiều thành quả nổi bật. Tham gia game show Quê mình xứ Quảng số đầu tiên mùa thứ 5 năm 2020, xã Bình Chánh đã có sự chuẩn bị rất chu đáo từ công tác tổ chức thực hiện ở xã cho đến việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo game show của xã, tập trung nhiều nguồn lực và tinh thần quyết tâm cao để tạo nên một sân chơi lý thú, lành mạnh cho bà con nông dân trong xã. Hai đội chơi được chọn lựa tham gia sân chơi lần này ở xã Bình Chánh là Ngũ Xã, Long Hội Hiệp và Tú Mỹ Trà. Cả hai đều có truyền thống mạnh về phong trào thi đua sản xuất kinh tế, phát triển kinh tế hộ gia đình, tham gia mạnh mẽ các hoạt động văn hóa văn nghệ ở địa phương. Mặc dù trong bối cảnh sau dịch COVID-19 với nhiều khó khăn, cũng như trong thời tiết mùa khô nắng nóng gay gắt, nhưng các thành viên của hai đội chơi Tú Mỹ Trà và Ngũ Xã Long Hội Hiệp đã sắp xếp thời gian hợp lý, tạo mọi điều kiện có thể để tham gia tập luyện, chung tay tạo nên một không khí hội hè đầy sôi động và mang nhiều ý nghĩa. Tôi rất phấn khởi và ủng hộ cái chương trình này, bởi vì đây là cái sân chơi rất là bổ ích cho nhân dân Bình Chánh của chúng tôi. Cũng nhân cái dịp này là chúng tôi quảng bá được những cái đặc trưng, những cái đặc sản và những cái truyền thống của quê hương Bình Chánh lên trên phương tiện thông tin đại chúng. Cho nên chúng tôi có cái nỗ lực rất là lớn. Không những cá nhân của em mà toàn đội cũng rất là hào hứng khí thế, cũng rất mong mỏi cái game show xứ Quảng của mình. Khi nghe tin chủ hội nông dân mà triển khai với đài truyền hình Quảng Nam triển khai là anh em chúng tôi là rất mong chờ cái ngày này. Yeah. Đây là một cái sân chơi để cho nông dân chúng tôi giải trí trong những cái ngày mà sản xuất mệt nhọc. Cái tiêu chí và những cái nội dung mà khi được ở tỉnh, huyện và xã triển khai thì em thấy rất là phù hợp với lại cái nguyện vọng, suy nghĩ của nông dân. Mà đặc biệt là những cái trò chơi dân gian, rồi những cái thế tài giỏi nghề, rồi không những cái vui cùng nhà nông mà những tất cả những cái trò chơi đó cũng rất là bổ ích và là rất phù hợp với nông dân của chúng em. Cũng như ở hầu hết các địa phương khác mà game show Quê mình xứ Quảng được thực hiện trong 5 năm qua, hai đội chơi thôn Tú Mỹ Trà và Ngũ Xã Long Hội Hiệp, xã Bình Chánh cũng lần lượt trải qua 4 nội dung thi chính, đó là vui cùng nhà nông, khéo tay giỏi nghề, kiến thức nhà nông và nhà nông đua tài. Tuy nhiên, mỗi vùng quê đều mang một sắc thái riêng về văn hóa văn nghệ, đặc điểm lịch sử con người, làng nghề truyền thống và trò chơi dân gian. Bình Chánh trong chương trình mở màn mùa thứ 5 năm 2020 của Quê mình xứ Quảng đã mang đến cho bà con nông dân địa phương nói riêng và khán giả truyền hình cả tỉnh, cả nước những ấn tượng hết sức đậm nét về một miền quê bán sơn địa trên dải đất xứ Quảng miền Trung. Đó là sự lồng ghép một cách rất duyên giữa những đặc trưng cây trái sản vật làng nghề quê hương Bình Chánh với những câu hò, điệu lý dân ca xứ Quảng đậm đà hương đồng cỏ nội trong phần thi Vui cùng nhà nông của thôn Tú Trà, hay là bức tranh mùa gặt sống động đầy chất thơ trên cánh đồng Ngũ Xã Long Hội Hiệp trong câu hát điệu múa khởi đi từ chính những người nông dân một nắng hai sương với ruộng đồng quê mình. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Thăng Bình và Hội Nông dân xã Bình Chánh còn tạo nên một dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên trong game show Quê mình xứ Quảng, phong trào nói không với rác thải nhựa đã được vận dụng đưa vào nội dung thi đầy sôi nổi, hấp dẫn và ý nghĩa giữa hai đội thi. Từ những gốc tre già, mọc ken dày nơi xóm thôn của Ngũ Xã Long Hội Hiệp và Tú Mỹ Trà, từ những bàn tay cần cù chịu khó chắc chiêu lao động của bà con nông dân mà tạo nên những chiếc giỏ đựng rác thải vừa đẹp mắt lại đảm bảo tiêu chí nói không với rác thải nhựa đang được triển khai đồng bộ tại địa phương này. Và cùng với đó là những nội dung tranh tài ở các trò chơi dân gian như xoay trụ đá bóng, chuyền bong bóng về đích
hay khiên nước đổ vào chai đã tạo nên một sắc màu khác lạ, đầy ấn tượng cho màn khởi động game show Quê Mình Xứ Quảng mùa thứ 5 năm 2020 trên những miền quê đất Quảng. Đến với game show Quê Mình Xứ Quảng năm 2020 của xã Bình Chánh là tinh thần của mình rất là vui vì được làm người nông dân của xã Bình Chánh, góp thêm một xí tinh thần, một khí gì đó gọi là niềm vui, niềm tự hào của người dân Bình Chánh để gửi đến cho tất cả người dân Quảng Nam mình biết đến quê hương Bình Chánh quê mình. Tuy thì cũng có rất là nhiều vất vả, nhưng mà vì tinh thần chung để đem lại cho một thi quê mình xứ Quảng thành công tốt đẹp cho xã Bình Chánh thì các chị em cũng như bản thân mình thì rất là cố gắng, nỗ lực trong việc tập luyện để đem đến một tiết mục và hai xuất sắc để đến cho hội thi quê mình xứ Quảng. Các anh chị em trong đội thì rất là tích cực và rất là cố gắng và tập liên tục, liên tục trong vòng hơn một tuần. Thì các anh các chú và các chị cũng rất là nhiệt tình. Vì đây là cái nhiệm vụ cũng gần coi như là nhiệm vụ chính trị của đơn vị xã nhà. Cho nên là anh chị em rất là cố gắng. Vâng, hành trình của quê mình xứ Quảng đến những miền quê xứ Quảng ắt hẳn sẽ còn là chặng đường dài phía trước với rất nhiều cảm xúc đang chờ đợi. 4 năm trôi qua và bây giờ là mùa thứ 5. Thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ để kiểm chứng giá trị thực tế của một game show truyền hình và khát vọng mang truyền hình đến gần với người dân hơn trong thời đại công nghệ số. Và ngần ấy thời gian trôi qua, từ một game show truyền hình, chúng tôi đã kịp nhận ra những giá trị luôn bất biến dù cuộc sống có đổi thay, kịp ghi lại những tấm lòng đầy trách nhiệm của đội ngũ anh chị em làm công tác văn hóa ở địa phương, cũng như các trưởng thôn, dù già hay trẻ, đều cống hiến hết mình cho công việc, trở thành mắt xích không thể thiếu để thực hiện chương trình. Vẫn còn nhiều điều cần khắc phục để quê mình xứ Quảng được phong phú, hấp dẫn hơn. Vẫn còn nhiều trò chơi dân gian độc đáo cần được khôi phục trình diễn, tạo nên sức sống mới. Điều quan trọng là một khi tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người nông dân được khơi gợi đúng cách, thì quê mình xứ Quảng sẽ không chỉ đơn thuần là sân chơi, mà còn là nơi để sức mạnh lòng dân được tập hợp và nhân lên.